Con Việt Nam. Xin chào tất cả các bạn. Tôi tên là Kazu của nhóm Double. Hôm nay tôi đi ăn chưa? Không tham. Tôi phải chọn thong à. Cô tiếp theo. Hôm nay là bà ngồi là bà chung đồ thôi. Không biết. Chơi. Cái này cái gì? Chả. Ở phụ chó. Chó. Ngon nhưng mà hơi nặng, nhưng mà không sao vì con rất nhiều. Gà Việt Nam và gà Nhật Bản rất nhiều. Con Việt Nam là cúng con, mà Nhật Bản không, Nhật Bản là không tướng. Nên tôi biết không Nhật Bản không thì tôi là người Nhật Bản. Nên chắc chắn biết kiểu Nhật Bản. Ở Nhật Bản có khá nước nên tôi cảm giác rất ngon. Việt Nam không phải cũng không, nghe nói khi ăn không tham luôn luôn sức và không ngon. Không tham luôn luôn sức và không ngon. Được rồi, mình không có thời gian. Không, mình phải đi về nhà. Ờ, nhưng mà chưa ăn. Tôi chưa ăn. Xin lỗi. Đi về nhà hả? Đúng rồi. Chá điện. Ai chá điện cho chị sư kia. Chá điện. Mình không có. Để gặp lại. Cá giữa chả tiền cho không tâm. Xin lỗi. Ở đây mắc quá, nên 100 ngàn. 100 ngàn. Xấu á.